Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Con xin có câu hỏi về việc thực hành thiền là khi con ngồi, con thả lỏng thư giãn, con quan sát tâm mình giống như rỗng không, bất kỳ đối tượng thân thọ trạng thái tâm nào sinh khởi, tâm chánh niệm đều nhận biết và đối tượng nó mất. Con cảm nhận được nó như mạng nhện, tâm chụp bắt đối tượng rồi Rồi là rồi quay rồi vào trong. dạ rồi 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 đừng đọc nữa cô em, cô MC này, cái cô host làm ơn đọc đọc lâu lâu liếc thường cái nha, lâu lâu liếc thường cái từ cái phản ứng của tôi ra sao. Có những câu hỏi nó dài quá mà tôi đã biết họ hiểu họ hỏi cái gì, họ là ai nha, lâu lâu liếc thường cái nha. Rồi cái người hỏi câu này hoàn toàn không có biết gì về cái giáo lý bốn điểm xứ. Làm gì có chuyện mà thiền mà giữ tâm không không là cái gì hả? Phải biết họ thân quán là tu cái gì, họ quán là tu cái gì. Cô đang này mù tịt, cái này đó là tôi gọi là đạo Phật đồng bóng, và các vị không hề là Phật tử, các vị chỉ là con nhang, chỉ là nô lệ cho tăng ni thôi nha. Nếu có lòng cầu học thì làm ơn kiếm giùm cái bộ gọi là kinh nghiệm tuệ quán, hoặc là cái bộ pháp hành thiền tuệ của ngài 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 hộ pháp Diệu Viên Thông á, học lại từ đầu nha. Chứ còn mà các vị ngay lúc các vị đặt câu hỏi là các vị đã không biết tứ niệm xứ là cái gì, cũng không biết thiền định với thiền tuệ nó ra làm sao. Mà Việt Nam mình cái loại này nó nhiều vô phương, nó nhiều vô thiên lũng, nó nhiều vô kể nha, thì cái mất thời gian dẹp thì xin đọc câu khác. Dạ,